dịch vụ hút hầm vệ sinh Kim Sơn xin kính chào quý khách. Cuộc sống ngày nay càng phát triển bao nhiêu thì càng độc hại gây ô nhiễm môi trường bấy nhiêu. Hệ thống vệ sinh dân dụng, công cộng sau thời gian sử dụng lâu dài sẽ không tránh khỏi những lúc bị nghẹt hay phát mùi hôi thối, khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Dịch vụ hút hầm vệ sinh Kim Sơn ra đời với mục đích giải quyết tình trạng trên, mong muốn được phục vụ và bảo vệ môi trường sống của bạn và chính mình. Tự hào là đơn vị với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ vệ sinh môi trường. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ chính như hút hầm vệ sinh, hút chất thải dầu mỡ, chất thải công nghiệp, đào và hút hố ga, cống rãnh, thông cầu cống bị nghẹt đường ống nước, sàn nước, bồn rửa chén, lavabo, bồn cầu bị tắc nghẽn bằng máy móc hiện đại, đào hầm mới, xây sửa hầm cầu cũ, nâng hầm lót gạch, đào đặt đường cống cấp thoát nước thải dân dụng và công nghiệp. Với tiêu chí mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ vệ sinh tốt nhất, luôn đảm bảo uy tín, chuyên nghiệp, nhanh gọn, sạch sẽ, giá cả tốt nhất, dịch vụ hút hầm vệ sinh Kim Sơn không ngừng đầu tư trang thiết bị, công nghệ mới, cùng đội ngũ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình, trách nhiệm cao với công việc, đặc biệt không ngại khó, không ngại khổ trong hỗ trợ làm việc, phục vụ 24/24. Chúng tôi cam kết triển khai dịch vụ giúp khách hàng vừa ý nhất. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ. Dịch vụ hút hầm vệ sinh Kim Sơn, địa chỉ số 70 Nguyễn Thiếp, phường Tự An, Đắk Lắk, hotline 0967 755 777 hoặc 0975 469 469. Dịch vụ hút hầm vệ sinh Kim Sơn, dịch vụ tốt, giá cả tốt, thái độ tốt.